Giới thiệu máy làm sữa đậu này, Postmas. Ở đây có hai màu, màu tím và màu trắng sữa. Có thể là trên thân ghi chữ Postmas hoặc là không ghi, nhưng cùng một hãng sản xuất. Bên trong của máy thì chúng ta chú ý có các vạch. Vạch phía trên cùng và vạch giới hạn trên. Giới hạn trên là cái giới hạn cao nhất mà được phép máy được phép hoạt động. Vạch dưới cùng là giới hạn thấp nhất mà chúng ta khi cho nguyên liệu vào nước vào là chúng ta được phép cho vào. Cái vạch thứ hai tính từ dưới lên là vạch đối với đồ nấu là đồ nóng. Như vậy khi mà nấu các cái sản phẩm cần đun nóng thì chúng ta chỉ được phép cho nước đến cái vạch thứ hai từ dưới lên. Thế còn đối với những sản phẩm mà uống lạnh như làm sinh tố, chúng ta cho nước đến vạch thứ ba từ dưới lên. Và nhớ rằng cái vạch trên cùng này là vạch giới hạn. Chúng ta cho nước ở dưới vạch thấp nhất hoặc trên vạch cao nhất sẽ làm cho máy nó dễ bị hỏng. Vạch cao nhất thì làm cho cái nước nó sẽ trào ra, còn dưới vạch thấp nhất thì có thể làm cho máy bị cháy. Hoạt động của máy, khi chúng ta mở hộp ra thì chúng ta sẽ thấy trong máy gồm có, đây là dụng cụ vệ sinh, sách hướng dẫn sử dụng, đây là dùng để đo nguyên liệu, và đây là cái dây để cắm vào máy. Đây chính là nắp của máy. Để sử dụng máy này, chúng ta có thể sử dụng một cái gói nguyên liệu như này. Và đây là gói nguyên liệu sạch, hoàn toàn tự nhiên, không có chất bảo quản. Chúng ta sẽ cho vào máy. Tùy vào việc chúng ta muốn uống đặc hay là uống loãng, chúng ta có thể cho nước. Thế ở đây, vì chúng ta sẽ làm chế độ uống nóng, thế cho nên là chúng ta cho nước vào đây, vạch giới hạn, vạch thứ hai, từ dưới lên. Sau đó chúng ta đóng nắp lại. Ở nắp máy này có thiết bị cảm biến, và trong quá trình máy hoạt động chúng ta không được mở ra. Và khi đóng nắp chúng ta chú ý là phải đóng thật chặt. Đây, chúng ta kiểm tra kỹ, đóng thật chặt. Và chúng ta sẽ cắm điện vào. Sau khi cắm điện thì đèn sẽ hiển thị ở chế độ chờ. Chúng ta có thể nhấn phím chức năng để chọn chức năng. Đầu tiên là chế độ đậu nành. Thứ hai là chế độ nấu nước, đun sôi. Thứ ba là chế độ. Đây, chúng ta giữ một lúc thì nó sẽ hủy. Còn sau 3 giây chúng ta không lựa chọn tiếp thì nó sẽ hoạt động luôn cái chức năng mà chúng ta vừa ấn. Ta quan sát lại. Ấn này, chế độ đậu nành hay sữa hạt này, chế độ nấu nước này, chế độ sinh tố, chế độ ngũ cốc, chế độ sữa ngô, chế độ làm sạch. Thế ở đây chúng ta, đây chúng ta ấn để giữ. Đấy. Sau 3 giây mà chúng ta không ấn tiếp thì có nghĩa là nó hiểu rằng mình đang lựa chọn chức năng đó. Vì ở đây chúng ta đã cho vào một gói ngũ cốc, sau đó chúng ta sẽ chọn chế độ là ngũ cốc, chính là nấu sữa hạt gồm hỗn hợp các loại hạt. Như vậy cái chế độ ngũ cốc sẽ là chế độ bên dưới này. Vậy chúng ta sẽ ấn lựa chọn 3, 4. Sau đó chúng ta sẽ chờ. Còn chế độ dưới này sẽ là chế độ hẹn giờ. Khi mà hẹn giờ thì nó mặc định rằng là hẹn giờ sẽ là 8 giờ. Và chúng ta có thể lựa chọn thông số là thay đổi từ 1 đến 12 giờ. Và đây là máy nó đang hoạt động ở chế độ là nấu ngũ cốc. Thì sau khoảng 20 đến 25 phút thì chúng ta sẽ được mẻ ngũ cốc. Và ở đây thì máy nấu rất là nhuyễn, mềm và chúng ta không cần phải lọc lại. Chúng ta nhớ sau khi máy nấu xong thì chúng ta rút điện ra rồi chúng ta mới bắt đầu mở máy.
Trong quá trình máy hoạt động với chức năng nào thì đèn chức năng đó sẽ sáng. Sau khi quá trình nấu kết thúc, sẽ xuất hiện tiếng kêu bíp bíp và màn hình chuyển sang chế độ nghỉ và chữ BB. Như vậy là chúng ta đã kết thúc quá trình làm sữa ngũ cốc. Bây chúng ta sẽ rút điện ra, mở nắp và sẽ rót ra chai. Sau khi nấu xong, chúng ta mở nắp để quan sát. Đây chính là sản phẩm của gói sữa hạt. Chúng ta sẽ rót ra. Đây là bên trong của máy. Chúng ta thấy không hề bị dính. Và để vệ sinh thì chúng ta sẽ cho nước vào. Và chúng ta sẽ chọn chế độ là vệ sinh máy. Thì sau 2 phút là chúng ta sẽ vệ sinh xong máy và chúng ta sẽ bỏ ra rửa. Chú ý rằng là khi mà rửa máy thì chúng ta để máy nguội, sau đó hãng rửa. Và khi rửa máy thì tuyệt đối là không để nước vào bộ phận điều khiển cũng như ở thân dưới của máy.